Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc của Tiểu ban Kinh tế Xã hội phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 với thành phố Hà Nội và 12 địa phương. Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong tiểu ban. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các địa phương báo cáo về những nét nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là ứng dụng những mô hình phát triển mới hiệu quả vào thực tế sản xuất. Cùng với đó là làm rõ những nút thắt, điểm nghẽn và các tồn tại hạn chế trong phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu nêu ý kiến đề xuất góp ý để tạo cơ chế thuận lợi và bứt phá cho địa phương trong tăng trưởng. Riêng đối với Hà Nội, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố cần có phương hướng phát huy vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa của thủ đô. Việc triển khai liên kết vùng để tạo không gian phát triển rộng lớn và hiệu quả hơn. Thủ tướng nhấn mạnh kết quả của làm việc đã góp phần để tiểu ban xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.